cô Dũng và ban chức sự thánh cùng tất cả các bạn nhỏ. Chào các bạn. Chào anh Phúc. Chào anh Phúc. Nãy giờ chơi với chị ta vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Nói to lên coi vui không? Vui. Vui không? Vui. Chắc không? Chắc. To lên chắc không? Thì cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã tới sáng hôm nay. Thì các anh chị từ Sài Gòn về đây, các bạn biết Sài Gòn ở đâu không? Ai đi Sài Gòn rồi? À, nhiều bạn đi Sài Gòn rồi hả? Một bạn này, hai bạn này, ba bạn, bốn bạn. Đi Sài Gòn làm gì? Chơi. Chơi, sướng vậy ta. Rồi bây giờ bạn nào trong này là lớp 5? Bạn nào lớp 4? Bạn nào lớp 3? Bạn nào lớp 2? Bạn nào lớp 2? Bạn nào chuẩn bị vô lớp 1? Ồ, con lớp 1 hả? À? Giỏi dữ vậy. Con lớp 1 luôn. À. Con là lớp trưởng hả? Dữ luôn. Con là lớp trưởng luôn. Giỏi quá. Rồi, hôm nay các anh chị đến từ chương trình Cùng Em Đến Trường. Đây là một chương trình hỗ trợ cho các bạn trẻ vùng quê trong việc đến trường, vui, có niềm vui trong mùa tựu trường này. Biết rằng bây giờ là các bạn đi học từ ngày mấy rồi? Ngày thứ mấy? Con? À, dọn ngày thứ ba. Đi học từ ngày thứ ba rồi hả? Bữa nay thứ mấy rồi con? Một tuần rồi, đi học một tuần rồi. Phải không? Ồ, giỏi quá, đi học một tuần rồi. Nhưng mà ngày khai giảng là ngày mấy? Con? Dạ, ngày khai giảng ngày mấy? Dạ. Khai giảng ngày mấy con? 27. 27 hả? 27 là chưa khai giảng mà. Ngày 5 tháng 9 mới khai giảng này. Chưa khai giảng. Ngày 5 tháng 9 đó. Ngày 5 tháng 9 mới khai giảng. Hôm nay 5 tháng 9 mới khai giảng mà, đúng rồi. Nhưng mà ở quê là mình học trước để tránh lục đúng không? Có luật thì mình nghĩ là để nghỉ kịp tiến độ dạy học. Rồi cho nên các anh chị đi từ xa đến đây là một huyện. Trước đây khi mà tới đây cứ nghĩ đây là huyện Quế Sơn, không ngờ là đã chia các huyện ra rồi. Đây là bây giờ huyện Nông Sơn rồi. Rất là vui đến với các bạn ở huyện Nông Sơn, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn. Anh chị mong các bạn có niềm vui trong mùa tự trường nên anh chị có một số món quà gửi đến cho các bạn từ chương trình Cùng Em Đến Trường. Các bạn có vui không? Vui. Các bạn khi các bạn nhận quà các bạn vui rồi các bạn sẽ nói gì hả? Cảm ơn rồi sau đó các bạn sẽ làm gì nữa? Hứa gì không? Học giỏi không? Rồi sau này mình nếu mà mình các bạn có muốn như anh chị lớn lên, các bạn muốn như anh chị, các bạn đi khắp nơi để giúp các bạn khác có điều kiện khó khăn đến trường không? Bạn nào muốn đưa tay coi. Nhiều bạn muốn quá. Rồi ghi tên hết lại đi thôi. Tham gia vô chương trình với mấy anh chị nha. Rồi.